Thanh Hà hát bài cảm ơn người tình của Lam Phương, lấy cảm hứng từ chuyện tình tan vỡ của cô năm 22 tuổi trong đêm nhạc tối ngày mùng 9 tháng 11. Thanh Hà là một trong những ca sĩ chính của đêm nhạc trăm nhớ ngàn thương diễn ra ở nhà hát lớn Hà Nội. Cô thể hiện loạt tình khúc cho em quên tuổi ngọc, nghẹn ngào, như rất chiêm bao. Cô xúc động khi hát bài cảm ơn người tình. Thanh Hà kể năm 22 tuổi, cô yêu lần đầu. Sau khi chia tay, cô buồn rất lâu, cứ vào phòng thu là khóc. Nhạc sĩ Lam Phương đã viết tặng cô ca khúc để động viên. Hiện tại. Mỗi khi hát bài này, tôi vẫn nhớ về người yêu cũ, bạn trai tôi biết nhưng không ghen bởi anh ấy hiểu, mỗi người đều có quá khứ cần tôn trọng. Thanh Hà nói, sau đêm diễn ở Hà Nội, Lai Sâu Trăm nhớ ngàn thương, diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 12 ở thành phố Hồ Chí Minh và tháng 1 năm 2010 ở nhà thi đấu rạch giá, kiên giang, với sự góp mặt của một số nghệ sĩ như Tuấn Vũ, Quang Lê, Ngọc Sơn.